là cô ấy đang... Mà vì sao có chuyện đó nếu không phải là chính cậu? Chúng ta là đàn ông. Tôi không thắc mắc mối quan hệ của cậu với Phương. Vậy mà cậu thắc mắc chuyện quan hệ của tôi với Thư. Cậu xem lại mình đi. Liệu cậu có quá ích kỷ không? Giữa tôi và Phương không có gì cả. Có thể. Nhưng cũng có thể nói giữa tôi và Thư cũng chẳng có gì cả. Tôi cảm thấy anh không có thành ý gì hết. Tôi nói điều đó mới phải. Anh nên tránh xa em gái tôi ra. Cậu nên tránh xa bạn gái của tôi. Bà mới đến à? Dạ, bà nhà sao rồi hả ông? Hồi nãy tôi có cho bà ấy uống tí sữa. Dạ thôi được rồi, ông để đó tôi. Bà giúp giùm tôi. Bao yêu thương quên lâu chợt hiện về trong tim tôi, bất chợt làm cho đôi môi khẽ nói lên lời yêu. Dù tan mau đi bao nỗi buồn hơn sau bao lâu, vì tình yêu kia tuyệt vời mặn nồng nhưng vỡ màu. Em tươi như hoa trong ngày trời sáng bao la, em nhẹ nhàng qua cho anh quên hết bao sầu lo. Ta cứ ngỡ sẽ chẳng dù một ai nơi đây, thì ngày thay đổi cho con tim ta thêm bối rối. Ta yêu người bằng chính con tim mình, chẳng dối gian chi người hơn. Ta yêu người dâng hết cả tâm hồn, chờ hỏi hướng hoa tình yêu. Ta yêu dù có xa sao người ơi, dù tháng năm kia ngừng trôi, xin yêu bằng chính con tim mình, bằng những khát khao đời mong. Ta yêu dù biết xa sao ngày sau, tình vẫn cho anh dài lâu. Xin yêu anh bằng chính con tim mình, bằng những chiếc hôn ngọt ngào hương tình. Đứng dưng tươi như hoa trong ngày chưa xanh bao la, em nhẹ nhàng qua cho anh quên hết bao sầu lo. Ta cứ ngỡ sẽ chẳng dù một ai nơi đây, thì ngày thay đổi cho con tim ta thêm bối rối.
ta yêu người bằng chính con tim mình, chẳng dối gian chi người hơn. Ta yêu người dâng hết cả tâm hồn, chờ hỏi hướng hoa tình yêu. Ta yêu dù có xa sao người ơi, dù tháng năm kia ngừng trôi, xin yêu anh bằng chính con tim mình. Công ty tự đi chơi vậy thích quá à. Thôi em đi lấy nước nha. Dù biết xa sao ngày sau, tình vẫn cho anh dài lâu, xin yêu anh bằng chính con tim mình, bằng những chiếc thôn. Anh Thịnh uống nước nè. Hương tình yêu. Được bỏ cái áo giám đốc ra, em cảm thấy thật thoải mái. Như vậy mới biết làm lãnh đạo cũng phải hy sinh nhiều thứ. Đạt được điều gì thì phải hy sinh được cái gì đó. Trừ tình yêu. Cũng vậy thôi. Khi anh lao vào tình yêu, anh bị sâu nhãn đối với bạn bè. Tiếc là hôm nay Ngọc không đi chung với mọi người. Bằng chính con tim mình, bằng những khát khao đầy mong, ta yêu dù biết ra sao ngày sau, tình vẫn cho anh dài lâu, xin yêu anh. Đúng mà chủ, có phải cái sổ này không? Đúng, đây là sổ tiết kiệm, có một món tiền mang tên anh. Anh đã phục vụ chúng tôi rất tốt, anh đã tận tụy vì chúng tôi. Bà chủ, sao bà làm như vậy? Anh xứng đáng được hưởng. Bà còn sống hả bà? Không, tôi biết mình sắp chết rồi. Anh phải nghe lời tôi, đừng suy nghĩ gì hết. Đặc biệt là không mùi vị, chỉ cần một ly thôi. Bất cứ là người phụ nữ nào cũng lao vào anh mà gian sinh tình yêu, rất là hiệu nghiệm đó nghe. Anh hẹn em có chuyện gì không? Anh muốn xin lỗi em. Anh mà cũng cần tha lỗi hả? Anh hẹn hò với Thư mà còn ghen với em nữa, đó là điều mà anh muốn tha thứ cho anh. Thôi, mình uống tí rượu nha. Em phải về sớm, má em đang... Thôi, má em để anh lo. Alo, chú Tấn đó hả? Dạ không có gì chú, cháu chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của bác gái thôi. Dạ, hôm nay em Phương về trễ một chút cho chú. Dạ, cảm ơn bác. Em chưa đồng ý ở lại mà. Thôi mà, anh hứa với em anh sẽ thay đổi, cho anh một cơ hội đi. Thôi mình uống chút rượu đi ha. Mời em.
Uống đi em, uống đi. Em thấy anh hôm nay có gì lạ đó. Hôm nay anh lạ là vì anh yêu em hơn mọi ngày. Yêu? Yêu. Thư. Alo, Thư hả? Anh đang làm gì đó? À, anh đang ngồi ăn với Phương. Vui vẻ quá ha. Có gì không em? Có việc, mới được gọi anh sao? À, thôi nha. Chúc vui vẻ. Uống em. Lúc mặt có tôi á thì anh nói giọng lạnh lùng như người xa lạ. Tôi về rồi thì anh lại dùng chiêu năng nỉ người ta. Tôi còn lạ gì anh nữa? Phương à, sao em cứ uống đi em. Thôi em về đây, má em đang bệnh. Con gái ai lại đi uống rượu say khướt. Uống hết đi rồi về. Uống mừng đi nữa, mừng anh thay đổi. Anh yêu em mà. Em phải về đây. Phương à, em sao vậy? Em ngồi xuống đi. Anh à, sao em thấy nó sao sao á? Không phải là say mà em bị sao vậy? Khó chịu quá. Em sao? Em thấy trong người sao rồi? Em cũng không biết nữa anh. Anh Kiên, anh làm gì vậy? Phương à, anh yêu em mà. Anh Kiên à, buông em ra. Anh yêu em mà. Anh Kiên, đừng bỏ anh Kiên. Anh Kiên, anh Kiên. Anh Kiên à, anh Kiên, đừng mà, anh Kiên. Biết.
Kìa, Phương à, Phương à. Buông ra, tôi sẽ đem nó đi kiểm tra. Anh làm như vậy là anh yêu em mà Phương. Yêu hả? Anh yêu tôi mà làm như vậy hả? Thằng khốn nạn, tôi sẽ cho anh vô tù, anh dám hại đời của tôi. Phương à, anh yêu em mà Phương. Nếu mình tố cáo hắn thì chắc chắn hắn sẽ vào tù, đáng kiếp. Nhưng báo chí sẽ đăng, mọi người sẽ bàn tán, và suốt cuộc đời cho đến lúc chết người ta vẫn không thể quên. Nhưng nếu mình im lặng, hắn sẽ thoát tội, và sau này có muốn tố cáo cũng sẽ chẳng còn bằng chứng. Thậm chí hắn sẽ cãi bay cãi biết. Phương, anh sẽ cưới em mà, anh hứa đó. Lấy giấy bút ra đây. Anh lấy giấy viết ra đây. Đi đi. Nè em, viết đi. Viết đi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi tên là Trần Văn Kiên. Xin xác nhận một sự thật sao? Tôi đã sử dụng thuốc kích dục, cho vào rượu, để phá hoại cuộc đời của cậu Hồng Vương. Nhưng mà Vương à, anh có giết hay không? Hay là để tôi tố cáo anh với công an? Chuyện đã lỡ rồi, mình đang có chồng thôi. Thịnh là người cao thượng, anh ấy sẽ dễ dàng bỏ qua việc mình không còn chín chắn. Và lại anh ấy nghèo, anh ấy không có quyền đòi hỏi. Mình sẽ cùng anh ấy đưa công ty giày Thường Diệp trở thành công ty giày lớn nhất nước. Phương, đây là bài học lớn cho mày. Mày phải đề phòng con người, không bao giờ được mềm lòng với họ. Alo, anh Thịnh hả? Em Phương đây. Anh đã quyết định chia tay với Phương vĩnh viễn rồi. Em không tin. Thư, anh muốn cưới em, hãy cho anh được làm chồng của em. Anh vừa quyết định bỏ Phương trong vòng 30 giây, rồi bây giờ anh muốn cưới em. Giữa hai người có chuyện gì hả?
Em là giải pháp an toàn hay chỉ là vật thế thân? Không, em là sự lựa chọn chính xác cho cuộc đời của anh. Em cũng cần suy nghĩ chín chắn cho đời em. Ủa, à, má. Con, sao khuya rồi con còn đi đâu vậy? Dạ, con đi tiếp khách má ơi. Con à, mà sao dạo này á, má thấy con đi khuya quá à, mà uống nhiều nữa. Uống hết ít thôi con, bệnh chết á. Không sao đâu má ơi, con biết tự lo mà. Thư về kìa, có khách. Thưa má, con mới về, thưa anh hai mới về. Dạ chào bác. Dạ thưa má, con xin giới thiệu, đây là anh Kiên, bạn con. Dạ. À anh ngồi đi. À, ngồi đi con. Nói đi anh Kiên. Dạ thưa bác, con xin phép bác cho con được cầu hôn em Thư ạ. Hả? Cái gì? Cầu hôn? Dạ. Sao mà bất ngờ vậy? Con à, sao con có bạn mà con không nói cho má biết? À, má thì không có cấm cản chuyện của con, nhưng mà cái này đột ngột quá. Con để má thư thả đó. Má nói đúng đó. Chuyện này không thể nói vài câu là xong đâu. Tôi có việc rồi, anh ở nhà chơi nha. Con đi nha má. Nè, đi về sớm, đừng có uống rượu nữa nha. Con biết rồi, con đi nha. Con lấy nước mời anh đi con. Dạ dạ. Chào em. Chào anh. Sao anh tới trễ vậy? Xin lỗi em, anh dự định đi thì Kiên tới nhà anh. Anh Kiên đến nhà anh sao? Thật bất ngờ. Kiên cầu hôn em gái anh. Có chuyện đó sao? Sao vội vậy anh? Hình như Kiên và em đang giận nhau hả? Không, đối với Phương Kiên không có giá trị gì hết. Vậy là em gái anh nói đúng rồi. Em chỉ xem Kiên là một trò chơi thôi. Trước đây thì có, hồi đó Phương còn trẻ, nhưng sau này Phương không còn ý nghĩ đó nữa. Nhưng chúng tôi không dễ gì bỏ nhau đâu. Thôi, mình cua rượu đi. Phương đang nghĩ gì vậy? Phương nghĩ nhiều thứ lắm. Nói ra được không? Nói ra được chứ. Phương nghĩ biết đâu ngày mai Kiên sẽ không cầu hôn Thư nữa. Làm sao có chuyện đó được? Biết đâu được. Đời mà. Thì cũng như có ai ngờ được tối nay Kiên lại cầu hôn Thư chứ. Để xem. Còn gì nữa không? Phương nghĩ nếu giờ đây Phương nói Phương có tình cảm với ai thì chưa chắc họ đã tin vào sự chân thành của Phương. Mình nếu mình thật lòng thì sợ gì người ta không tin chứ. Điều đó chỉ là lý thuyết thôi. Nếu không cuộc đời này làm gì có nỗi quan của thị kính chứ. Nhưng mà cuối cùng thì kính cũng được giải quan.
Rất tiếc, lúc đó tất cả không còn gì nữa. Anh sao vậy? Tôi đang nghĩ tại sao lại có buổi tiệc này. Đơn giản là Phương đói và muốn mời anh đi ăn. Sao anh nghĩ phức tạp vậy? Nếu là người khác mời, tôi không nghĩ phức tạp vậy đâu. Còn đằng này là lời mời của Hồng Phương, một người không hề đơn giản. Như vậy là trong mắt của anh, em không thể là một người chân thành sao? Anh rất tự tin, nhưng có bao giờ anh nghĩ là mình làm không? Anh đã làm về Ngọc. Bài học đó chưa đủ để anh thấy đánh giá một con người không nên nhìn vào vẻ bề ngoài của họ sao? Phương biết không, tôi cảm thấy tôi sợ Phương. Anh Thành biết không, nhiều lúc tôi cảm thấy mà thôi, điều đó cũng đâu có ý nghĩa gì với anh đâu. Anh không thể tưởng tượng được đâu, ngay lúc này trên thế gian này nhất định không có một cô gái nào gặp bất hạnh giống như em. Phương à, Phương à. Dạ chào giám đốc. Tôi xin lỗi. Thư kêu tôi tới đây. Đồ ăn nhiều quá. Tôi có thể ngồi ăn chung được không? Phương đi đâu vậy? Thôi hai anh cứ ngồi chơi đi, Phương có việc phải đi. Giám đốc không giận tôi chứ? Mày ngồi đi. Đây, con nhỏ đó bắt mày trả tiền hả? Thôi, quan tâm làm gì? Ăn đi. Uống đi. Ê, ru ngoài mày. Chơi luôn. Mà nhỏ đẹp vậy, mày có bị mất mát gì không? Nói như mày, mất mát gì? Uống đi. Vô. Đau quá. Tao cũng cảm ơn mày. Vô mày, rượu này ngon đừng bổ. Vô vô. Vô. Ăn đi. Ủa? Sao giờ này chưa ngủ vậy? Em không có ngủ được. Anh thấy việc anh ta cầu hôn với em có gì đó bất thường lắm. Có gì đâu mà bất thường, không bữa nay cũng bữa khác, có khác gì nhau đâu. Không phải vậy đâu, nhưng mà Phương nghĩ biết đâu ngày mai Kiên sẽ không cầu hôn Thư nữa. Làm sao có chuyện đó được? Biết đâu được, đời mà. Thì cũng như có ai ngờ được tối nay Kiên lại cầu hôn Thư chứ. Anh hai. Cái gì? Thôi đi ngủ đi.
Kiên à, đây chính là giọng kim cô mà Phật bà Quan Âm đã đổi lên đọc của Tôn Ngộ Không đó. Mình sẽ cưới Thư và sống một cuộc đời êm đẹp. Thư tuy nghèo nhưng cô ta xinh đẹp, lại yêu mình. Mặc dù là một người mẫu nhưng cô ấy không xe xuông, thế chẳng hơn Hồng Phương. Tuy giàu nhưng có thâm hiểm không ngừng. Em gọi anh có gì không? Anh đang làm gì đó? Anh đang nghiên cứu hợp đồng với bên công ty giày da của Hưng Phát. Hợp đồng? Chứ không phải anh đang mơ gì đám cưới với cô người mẫu xinh đẹp đó sao? Anh thật là một kẻ đê tiện. Vừa mới quỳ xuống chân tôi cầu hôn không được, lại chạy đi cầu hôn người khác. Nhưng mà chính em cũng biết là bây giờ muốn gì. Muốn anh hủy bỏ hôn ước. Không được, anh đã nói chuyện với gia đình của ta rồi. Anh phải làm theo ý của tôi. Nhưng mà em làm vậy để làm gì? Chẳng để làm gì cả. Tôi chẳng để làm gì cả. Nhưng anh phải hủy hôn ước cho tới khi nào tôi cho phép. Còn anh mà làm khác thì cái tờ thú nhận anh đã dùng thuốc kích dục để hãm hiếp tôi có thể khiến anh vào tù đó. Anh đi đi. Nhưng chờ đến khi nào? Khi nào tôi cho phép? Nhưng mà khi nào? Khi nào tôi cảm thấy trừng phạt anh như thế nào thì gọi là đủ. Phương à, chúng mình đã từng yêu nhau. Anh chưa làm điều gì sai trái với em. Anh còn muốn cầu hôn em nữa. Nếu như ngay bây giờ em đồng ý, anh sẽ bỏ Thư và xin cưới em. Vậy anh nghĩ bọn con gái chúng tôi là những sản phẩm trong siêu thị hay sao? Thích thì mua, còn không thích thì trả hả? Em tha thứ cho anh đi mà. Anh đâu có làm gì sai đâu em. Anh đi đi. Ngươi làm việc xấu ư? Tội lỗi mà anh gây ra, lẽ ra tôi phải tống anh vào tù mới phải. Anh Thịnh hả? Chuẩn bị đi với tôi nha. Tôi muốn mở một cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở Phan Thiết. Được rồi, 30 phút nữa tôi chờ anh dưới xe nha. Tôi không tin anh có thể thoát khỏi lưới tình mà tôi giăng ra để bắt anh đâu. Đó, căn đó chúng tôi mới vừa xây. Ừ.
Còn bên này nữa nè chị. Ừ. Cách đây 3 năm đã là giá đó rồi. Sở dĩ chúng tôi không tăng giá là vì muốn cho thuê nhanh chóng. Thôi được rồi, cô cứ đợi để chúng tôi suy nghĩ xem sao. Vậy cũng được. Nhưng nói trước, về cơ bản chúng tôi không bớt tiền cho thuê nha. Dạ. Dạ được. Dạ. Chào chị. Chào. Anh có cái này muốn tặng cho em. Ủa, đẹp quá. Anh đeo cho em nha. Mà sao không phải là nhẫn như mọi người vậy? Anh muốn nói với em. Anh nói đi. Em nghe nha. Anh làm em hồi hộp quá. Thư à, anh có một lý do riêng, nhưng em đừng hỏi nha. Không phải là hẹn đám cưới lại chứ? Thư à, chúng mình yêu nhau cũng lâu rồi. Chúng mình đã đợi, đợi thêm một thời gian nữa được không? Đợi. Ừ, đợi. Ngày hôm qua anh còn đến nói chuyện với má em. Em có đòi hỏi gì đâu. Chẳng lẽ là Phương? Không, không phải Phương, mà là do anh. Anh có lý do riêng. Một thời gian ngắn nữa thôi. Ừ, anh đã nói vậy thì đành chịu thôi. Bây giờ em có tin anh không? Ừ, tin, rất tin. Cảm ơn em. Nhân viên chỉ gồm 79 người. Trung tâm đang phải đối diện với nhiều khách. Alo, trong việc điều trị và ai vậy? Tôi đây. Đã chỉ đạo sở lao động. Dạ thưa, có chuyện gì ạ? Không, chỉ là tôi. Mà bà đang làm gì vậy? Trường đang đào tạo trên dạ, 20.000 tôi đang sinh ở viên nhà. Đại học. Việc là mấy hôm nay tôi thấy bà cũng vất vả lắm rồi. Tôi muốn mời bà đi ăn bữa cơm. Từ đó trường có những đóng góp đáng kể trong việc cung ứng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao mặt bằng dân trí. Dạ cảm ơn ông. Nhưng trường đại học mở bán công. Không sao, đây là ý của bà nhà tôi. Bà ấy muốn tôi đưa bà đi ăn. Vì mấy hôm trước bà ấy cũng có lời hơi quá với bà. Vậy nha. À, mấy hôm nay tôi thấy bà cũng vất vả lắm rồi. Tôi muốn mời bà đi ăn bữa cơm. Từ đó trường có những đóng góp đáng kể trong việc cung ứng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao mặt bằng dân trí. Dạ cảm ơn ông. Nhưng trường đại học mở bán công. Không sao, đây là ý của bà nhà tôi. Bà ấy muốn tôi đưa bà đi ăn. Vì mấy hôm trước bà ấy cũng có lời hơi quá với bà. Vậy nha. Anh Thịnh à, anh thấy mặt bằng nó có được không? Được, nhưng mà thời hạn thuê 3 năm quá. À, có lẽ họ sợ thời gian sắp tới khách du lịch vô nhiều thì các mặt bằng sẽ tăng giá. Theo anh thì ít nhất cũng phải 5 năm, tại vì mình phải sửa chữa lại nhiều lắm. Vậy thì ngày mai em sẽ đến thương lượng lại. Nếu họ không chịu thì mình tìm chỗ khác. Đời người nhưng cho cùng cũng như những con thuyền, đúng thì mênh mông, nhiều những nơi đang yên bình thì biết đâu bảo thế.
Những gì vậy? Có nhiều người có suy nghĩ của ngày mai mới là ngày sống được. Đối với anh, ngày nào cũng là ngày đáng sống hết. Em hỏi thẳng nha, việc với Ngọc và anh đã qua lâu rồi, sao anh không cho qua luôn đi? Cho qua hay không là do con tim rồi, anh đâu có quyết định được đâu. Không hẳn như vậy đâu, chính là anh chưa thực sự biết anh. Anh còn suy nghĩ, không biết hoạt hơi khi còn những người đang chờ đợi anh. Ý của em là em là người thẳng thắn, em cứ nói ra suy nghĩ của mình đi. Ok, tôi yêu Kiên vì anh ấy đẹp trai, rất hợp, luôn dịu dàng và tình cảm ra. Nhưng càng ngày sống gần anh ấy, cảm thấy anh ấy thiếu cái gì đó mạnh mẽ và quyết đoán. Nói thiệt nha, ở gần anh thì cảm thấy khác hẳn. Những mối quan quan với bản chất, dòng tiền, chuyến đi khổ cực về dân ở ngoài Bắc. Ngay cả tình yêu chân thủy của anh và Ngọc cũng khiến em rất ngưỡng mộ. Em nói như vậy đã đủ chưa? Cảm ơn em đã nghĩ tốt về anh như vậy. Hay là như vậy nhé. Anh hãy thử đến với em thời gian đầu thử được không? Em là con người bất kham, chỉ có anh mới có thể cầm cương em nổi thôi. Thực ra anh cũng phải có mặt trong buổi gặp mặt hồi nãy. Em mang anh đi theo là để nói chuyện này. Anh hiểu nè. Không lẽ một người con gái như em không xứng đáng với anh? Phương à, những điều em muốn nói khiến anh bất ngờ quá. Anh chưa thể... Thì đã là vậy. Được rồi, anh sắp giờ. Bà ăn đi. Dạ cảm ơn ông. Mấy hôm nay thần thái của bà ấy cũng có vẻ tỉnh hơn rồi. Vừa tỉnh lại đã gọi tôi. Dạ. Mà tôi thấy cũng phải, thời gian qua bà đã vì chúng tôi mà vất vả nhiều. Hiếm có người nào mà giúp đỡ chúng tôi được như bà. Dạ thưa ông, xin ông đừng nói như vậy. Trong chuyện vừa rồi tôi cũng là người có lỗi. Thôi không nói chuyện đó nữa. Dạ. Ăn đi, cả thức ăn nó nguội hết đó. Cảm ơn ông. Lúc đầu anh không ưa em, nhưng thú thật em rất là gây ấn tượng. Anh còn giữ tờ 100.000 của em. 100.000? 100.000 nào? Em quên rồi sao? Thì tôi không muốn mắc nợ ai. Ok. Em xin lỗi, lúc đó không hiểu sao em lại như vậy nữa. Có lẽ em không muốn nợ nần ai, nhưng sau này em biết mình không thể sống như vậy được. Rồi ai cũng sẽ có lúc cho người khác nợ và nợ ai đó. Em còn gây ấn tượng với anh bởi những cải cách nữa. Là của anh, nhưng mà em đã... Của ai không quan trọng, quan trọng là em đã thực hiện rất tốt. Vậy có bao giờ anh nghĩ đến em không? Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật xa anh đang dối mình. Còn anh nói đã chót yêu em rồi, là thật ra anh đang dối. Tình yêu có lúc tình cờ ngỡ như ngừng hờn,
ngỡ như là một phút sẽ qua. Tình yêu có những giận hờn ngỡ như chẳng còn. Yêu thêm dù một lần nữa, tình yêu có lúc diệu kỳ ngỡ như mộng mị. Có hoa hồng và có tuyết rơi, làm con tim thấy buồn hò ngỡ như yêu thật sự. Trao nhau chiếc hôn nồng nàn, tình yêu cho những điều lạ lúc yêu thiết tha. Bên nhau vượt qua phong ba, tình yêu có lúc bối rối, con tim như muốn nói. Trao nhau ngàn lời yêu thương, tình yêu là chuỗi ngày dài với bao đắng cay. Chia tay dù yêu mê say, một ngày ta không chung đôi, lặng nghe xa xôi. Anh thầm gọi mãi tên người, tình cho ta phút đợi chờ dưới những cơn mưa. Yêu thương dành hơn vô vàn, lẻ loi nơi góc phố vàng. Em xin rơi nỡ, hãy anh em vợ chẳng quen. Nhiều khi em thấy nghẹn ngào những dấu mi trên vai. Bên anh mình cầm tay nhau, lòng im ngôi mơ trong xa. Dù thời gian qua mau, cảm anh giây phút ban đầu. Tình yêu có lúc tình cờ ngỡ như hừng hờ, ngỡ như là một phút sẽ qua. Tình yêu có những giận hờn ngỡ như chẳng còn. Yêu thêm dù một lần nữa, tình yêu có lúc diệu kỳ ngỡ như mộng mị. Có hoa hồng và có tuyết rơi, làm con tim thấy bồi hồi ngỡ như yêu thật rồi. Trao nhau chiếc hôn nồng nàn, tình yêu cho những điều lạ lúc. Nếu mình tỏ ra dễ dãi, anh ta sẽ coi thường mình. Với anh ta, mình phải là một trinh nữ hiền thục. Tình yêu là chuỗi ngày dài với bao đắng cay. Chia tay dù yêu mê say, một ngày ta không chung đôi, lặng lẽ xa xôi. Âm thanh gọi mãi tên người, tình cho ta phút đợi chờ dưới những cơn mưa. Yêu thương dần hơn vũ ba, lẻ loi nơi góc phố vàng. Em xin rơi nỡ, hãy anh em vợ chẳng quen. Nhiều khi em thấy nghẹn ngào như sống trên bao. Bên anh mình cầm tay nhau, lòng im ngôi mơ trong sao. Dù thời gian qua mau, cảm ơn giây phút ban đầu. À, mà sao tôi chưa bao giờ nghe bà nói chuyện về gia đình cả. Cả cậu Thịnh nữa, cũng chưa bao giờ nghe nói đến ông nhà. Dạ, ông ấy đã bỏ mẹ con tôi từ rất lâu rồi, khi mà các cháu còn rất nhỏ. Ừ, tôi xin lỗi bà. Nhưng mà chuyện đã lâu lắm rồi. Mẹ con tôi đã quen với cuộc sống là không có ông ấy. Ba, sao ba không ngủ? Con, ba chưa ngủ được. Còn con? Con thì con đang có tâm sự ba. Con có thể nói cho ba nghe không? Ba thấy anh Thịnh thế nào hả ba? Thịnh à, ba không gần cậu ấy lắm. Nhưng hình như cậu ấy cũng là người đàng hoàng. Con muốn... Con định bỏ cậu Kiên à? Từ lâu con và anh Kiên đã không còn tình cảm với nhau nữa ba. Thật ra ngay từ đầu con đã ngộ nhận tình cảm của con với anh ấy. Vậy với Thịnh, con thực sự có tình cảm không? Con cũng không chắc nữa ba. Nhưng khi gần anh Thịnh, con cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Con nghĩ anh Thịnh sẽ là một người đàn ông có thể nương tựa được. Ba cảm thấy thằng Thịnh nó hơn thằng Kiên.
Thằng Kiên mà gặp sóng gió thì sẽ buông xuôi. Còn thằng Thịnh nếu vấp ngã thì sẽ đứng dậy và trở nên mạnh mẽ. Vậy là ba đồng ý phải không ba? Cũng còn tùy tình cảm của Thịnh với con nữa chứ. Tất nhiên rồi. Nhưng mà một người đàn bà như con thì Sao? Đàn bà? Con nhầm. Một người phụ nữ xinh đẹp và bản lĩnh như con thì làm sao anh Thịnh có thể từ chối tình cảm của con được ba? Con phải nhớ là tình yêu là một thứ không nên đem ra đùa giỡn được. Con không có đùa. Con chỉ muốn, nếu như con muốn nó thì con sẽ có nó mà thôi. Con ba, có phải cô Tấm muốn lấy được hoàng tử thì cô ấy cũng phải có 6 lần lục xác không ba? Cô Tấm chỉ toàn là làm những điều tốt thôi. Con cũng sẽ không làm điều xấu đâu ba. Ba nè, dạo này con thấy ba làm sao á nha. Sao là sao? Ba như một cái cây sau cơn mưa. Tuy ba không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng từ sau khi đi du lịch về thì con nhầm rồi. Đó là vì ba không phải theo dõi chuyện ở công ty thôi. Con đó nha. Thôi ba vào ngủ đi. Dạ đi. Ê, dán cho đúng quy trình kỹ thuật nha. Dạ. Hai lớp keo, đừng có chạy theo năng suất mà làm ăn ẩu tả. Anh Phát ơi, có phải lúc trước anh cũng dán có một lớp keo rồi bị bà Chất phát hiện phải không? Chuyện đó lâu rồi. Bởi vậy á, tụi em đừng có mà hòng qua mặt được anh. Ai mà dán một lớp keo khi ra thành phẩm anh vẫn phát hiện được hết á. Ngọc, Ngọc làm kiểm tra thích hơn hay làm kế hoạch thích hơn? Làm đâu cũng vậy. Anh làm cẩn thận nha. Ê, ê mày, từ ngày xảy ra chuyện đó không biết chị Ngọc ra sao rồi hả? Thì sao khép kín đó, sống vậy dễ bị trầm cảm lắm đó. Vậy mày nghĩ Ngọc với Thịnh còn yêu nhau không? Tao có biết đâu. Bà Chất đến rồi kìa. Nè nè, chỗ này nè. Dạ. Trời ơi. Nhanh lên. Dạ. Đây, kiểm tra kỹ giùm tôi. Cô Ngọc, chiều nay tan sở, cô gặp tôi chút xíu nha. Dạ. Được rồi, chú cứ vậy mà làm. Có gì gọi lên cho tôi. Dạ. Chào chị. Chú coi giùm cháu cái này nhé. Dạ mời chị. Cảm ơn. Dạ mời chị. Cảm ơn. Chắc là Ngọc ngạc nhiên lắm khi tôi mời Ngọc ra đây. Dạ, cũng hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì không giám đốc? Chuyện là vậy. Ngọc nói thật đi. Ngọc có nghĩ giữa Ngọc với anh Thường có thể nói lại được không? Ừ.
Vậy Ngọc có muốn anh Thịnh thật sự có hạnh phúc không? Tôi tin là Ngọc thành thật. Bây giờ tôi xin nói thẳng về vấn đề. Thịnh và tôi yêu nhau, nhưng anh ấy cứ cảm thấy áy náy vì hình ảnh của người trước, vì Ngọc. Vì em? Anh Thịnh là người tốt. Anh cứ cảm thấy là bây giờ anh đến với tôi thì vội vàng quá. Vậy chị bỏ anh kiên thiệt à? Tôi không bỏ. Thực ra thì chúng tôi không có tình yêu. Vậy chị muốn em làm gì? Viết một lá thư. Thư? Đúng. Lá thư nói rằng nếu như anh Thịnh còn vì Ngọc mà không đến với người khác thì sẽ khiến cho Ngọc áy náy vô cùng. Đó không là sự thật à? Đúng. Đó cũng là sự thật. Em đã làm hại anh ấy. Yêu cầu của tôi không quá đáng lắm, đúng không? Nhất là người yêu cầu Ngọc lại là một người rất tôn trọng Ngọc. Người không hề khiển trách Ngọc một câu trong tất cả mọi chuyện. Em thầm biết ơn chị gì điều đó. Vậy là được rồi. Còn một yêu cầu cuối cùng nữa. Nếu chuyện này mà để người thứ ba biết thì tôi tuyệt đối không tha thứ cho Ngọc đâu. Ngọc hiểu chứ? Em hiểu. Cảm ơn Ngọc. Em nhất định sẽ khiến anh ấy tin. Anh ấy lấy vợ là điều mong muốn lớn nhất của em bây giờ. Vậy bây giờ tôi đi nha. Dạ. Anh Thịnh ơi, gia như anh biết, không bao giờ hết, lúc này là lúc em cần anh nhất. Suốt cuộc đời này, em không thể nào có thể tha thứ cho mình được. Em xin lỗi, vì em mà anh. Phương đẹp, thông minh, lại có mọi thứ. Phương xứng đáng với anh. Anh Thịnh, em vẫn từng theo dõi từng bước đi của anh. Em rất mừng là anh đã thăng tiến rất nhanh. Em còn biết gần đây Phương có tình cảm với anh. Phương là người có bản lĩnh, cư xử tốt với công nhân và có phẩm chất đặc biệt của một doanh nhân. Một phần nào đó anh sẽ đợi cảm thấy áy náy vì đã gây ra chuyện tồi tệ ấy cho anh.
Bây giờ người đàn ông ấy quay lại và ngỏ lời muốn cưới xin em đàng hoàng. Em còn chưa thể nhận lời anh ấy, một khi anh còn chưa xây dựng gia đình. Em ước gì anh đã yên bài gia thất để em có thể nhận lời với anh ấy và bước vào cuộc sống giàu sang phú quý như em từng ao ước từ lâu. Em, Thanh Ngọc. Chiều nay tao có thằng ca về sớm. Vậy hả? Để tao về chung với nha. Tao lên lầu á. Thịnh. Thịnh. Mày có 50 ngàn không cho tao mượn đi. Túi quần tao bị rách rớt hết trơn rồi. Nhanh lên đi, trễ rồi đó. Ừ, từ từ mày ơi. Chị ghé nhà tao nha. Có việc gì không? Thịnh. Trời thôi. Thằng này hôm nay nó làm sao vậy tao? Dạ thưa ông, gọi tôi ạ. Bà ngồi đi. Chuyện là như vậy. Con Phương với thằng Thịnh đang yêu nhau. Chúng ta sắp làm xuôi gia. Bà không thể làm ở đây được nữa. Với lại đã có người làm mới rồi. Dạ tôi cũng nghĩ vậy. Đây là tiền công của bà. Cảm ơn ông. Xin lỗi, em đến trễ. Không sao, anh cũng mới tới. Dạ, chị uống gì ạ? Cho chị ly nước cam. Dạ. Sao anh, có chuyện gì mà anh kêu em ra đây? Anh có muốn nghe lời khuyên chân thành của em không? Anh mời em ra đây là để nghe em nói mà. Anh nên giải thoát cho Ngọc đi. Có phải em đã gặp Ngọc không? Gặp cô ấy. Tại sao em phải gặp cô ấy chứ? Anh nghĩ cô ấy viết lá thư này là do tác động của em sao? Chứ em không biết gì hết hả? Biết. Làm sao em biết được? Nhưng mà thôi, anh chỉ nghĩ tại sao lại có sự ngẫu nhiên như vậy. Anh với em mới nói chuyện ở bãi biển, bây giờ lại có lá thư này. Có thể là do sự tình cờ thôi. Mà thôi, mình đừng có nói chuyện tình cảm nữa. Không được, hôm nay phải nói cho xong chuyện này đã. Anh Thịnh à, bây giờ mà anh cầu hôn với em, chưa chắc gì em đã chịu. Em nói nếu bây giờ anh cầu hôn em thì chắc gì em đã chịu đúng không? Anh Thịnh à, anh đừng có thử thách sự kiên nhẫn của em nữa. Anh Thịnh, anh hãy cầu hôn em đi. Em xin nhắc lại, bây giờ và không bao giờ nữa. Anh xin cầu hôn em. Ai nhờ đôi giày hạnh phúc mà anh mua cho em
lại có hiệu nghiệm như vậy. Bởi chị dùng nước. Cảm ơn. Em muốn gì? Cảm ơn anh. Anh đề nghị như vậy. Phát đang giận anh. Anh muốn mời nó tới đây. Em cũng muốn mọi người chứng kiến hạnh phúc của chúng ta. Vậy anh gọi nó nha. Má về hả má? Ơi da. Mệt không má? Sao không mệt? Đường xá kẹt xe quá trời quá đất. Thôi mấy giờ tắm đi rồi ăn cơm. Trời, trời sao hôm nay giỏi vậy? Có cơm rồi. Dạ. Má tắm đi rồi vô ăn thử xem có ngon không nha. Tối con có đi diễn hả? Dạ không. Thôi mới vô tắm đi nha. Cái gì vậy nè? Chuyện gì vậy má? Không có gì đâu. Sao vậy má? Mà thôi má vô ăn cơm đi má. Con hả? Dạ. Con cơm trước đi nha. Hay là con đợi má, má đi công chuyện về cái rồi cái má còn mình ăn nha. Hả? Tại vì má quên là má có cái công chuyện má chưa có làm được. Sao vậy má? Má đi nghe con nha. Sao hôm nay tôi được hân hạnh mà đi uống cà phê vậy ta? Mời anh đi chỉ để tính tiền thôi đó. Ủa Phát, chào phó giám đốc. Ngồi đi. Mày làm trò gì vậy? Tao xin lỗi mà. Không dám. Tại sáng nay có việc nên tao mới. Mà thôi, xí xóa hết đi. Bữa nay tao mời mày tới đây là để thông báo tao với Hồng Phương. Chuyện quan trọng như vậy anh nhường em nói đó. Chúng tôi quyết định sẽ kết hôn với nhau. Hả? Thật không đó? Mày không? Hai người giấu kỹ quá ha. À, có chuyện gì vậy? Dạ thưa ông, ông gửi tiền công cho tôi như vậy là nhiều quá. Bà đừng ngại. Bà đừng gọi tôi là ông chủ nữa. Chúng ta sắp làm xuôi gia rồi. Còn số tiền này tôi muốn giúp đỡ cho bà. Người cùng nhà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi. Với lại công sức của bà cũng xứng đáng được nhận số tiền này mà. Nhưng mà tôi không thể nhận được ông à. Thôi bà đừng ngại, nhận đi. Thanh! Hả? Thanh! Cái gì vậy? Mày suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ gì? Mày biết tao hỏi gì mà. Mày quyết định lấy Phương thiệt hả? Ừ. Mày giỡn hả? Mặt tao vẫn giỡn lắm hả? Thật.
Con đi nha má. Ủa, mà con ở nhà thì có làm sao? Con không thích gặp bà Phương. Nè, con đừng có nói cái câu nặng nề như vậy nha. Má quên lần đầu tiên mình gặp bả rồi hả? Ngay lúc đó, con thấy bả là người không tốt rồi. Con nói thì sao á, chứ ở nhà, ở bển, má thấy nó cũng đàng hoàng lắm. Đang có âm mưu đó má, má đừng có tin. Má, ủa, Thư đâu rồi má? Ủa, nó mới vừa chạy ra đó. Dạ. Ngồi đi con. Dạ, con chào bác. Ngồi đi. Em ngồi đi. Anh nói với má là em thích ăn trái cây. Má mua sẵn trái cây cho em nè. Dạ, con cảm ơn bác. Nhà cửa đơn sơ, chật chội quá. Bác à, bây giờ con cũng như người trong nhà rồi. Mong bác được có khách sáo với con nha. Má, hôm nay con đưa Phương về đây là để, nếu má đồng ý thì tụi con các con có hỏi xin phép hai bác bên nhà chưa? Dạ chưa, con tính dắt Phương qua xin phép má xong rồi sẽ qua nhà Phương sau. Chắc là không có gì đâu bác. Má con thì bác cũng biết rồi đó. Còn ba con thì từ lâu rất là ngưỡng mộ anh Thịnh. Em nói gì mà ngưỡng mộ ghê vậy? Nhưng ba em ngưỡng mộ anh thiệt mà. Bác à, ảnh hay ăn hiếp con lắm bác. Vậy hả? Con yên tâm, mai mốt mà mai mốt có bác rồi thì nó không có dám ăn hiếp con đâu. Dạ. Bác cậu xài ăn nha. Dạ. Bác đưa đây con gọt cho bác. Thưa má, đây là chàng rể tương lai của má nè. Cậu Thịnh hả? Dạ. Được. Má khen anh đó. Dạ thưa bác, con xin phép được cưới em Phương ạ. Thôi, mình ra phòng uống trà để má con nghỉ ngơi. Dạ. Dạ. Má nghỉ đi, tụi con ra ngoài nha má. Chào ông. Đi em. Nè cô đưa nước cho bà chủ uống. Dạ. Nghe chú dặn nè. Dạ. Chú có chuyện ra ngoài, có chuyện gì cháu nhớ. Dạ. Kêu chú liền nghe. Dạ. Nghe chú dặn gì không? Dạ nghe. Ừ, chăm sóc cho bà đó. Ba uống nước. Ba có ý kiến gì? Con thì bác yên tâm rồi. Vậy cứ xong, hai con định ở đâu để bàn kỹ chưa? Tụi con có chút băn khoăn ba. Tụi con định dọn đến chung cư cao cấp ở, nhưng mà không biết bệnh tình của má
Lâu nay còn ở nhà thì có giúp được gì đâu. Thôi, hai đứa dọn về đây ở luôn đi. Thì cũng tại ba thương má, suốt ngày ở bên má. Con có muốn cũng có được đâu. Bà nói đùa thôi. Nếu hai đứa muốn dọn lên Hoàng Long ở cũng được. Vậy những người thuê nhà bên đó đã dọn đi chưa? Dạ, họ hẹn 2 ngày nữa. Vậy là tốt rồi. Đời người, việc xây dựng gia đình là việc hệ trọng. Lấy được người mình hợp thì hạnh phúc. Còn không, dù có ngồi trên đống núi tiền cũng khổ đó con. Con chịu lấy nó là chịu thiệt thòi rồi đó. Chứ không ai chịu nổi tính khí của nó đâu. Ba này, chưa chi mà ba đã binh vực rễ hơn con gái của ba rồi. Con xin phép bác, con có việc phải đi. Dạ. Con cũng đi, con chào ba nha. Ủa? Dạ. Ngọc. Chào anh. Vậy em có việc gì không anh? Có chuyện gì mới gọi em được sao? Dạ. Anh giỡn thôi. À, em có nghe Thịnh với Phương sắp lấy nhau không? Dạ, dạ có. Hình như anh thấy em không quan tâm. Anh thấy hai người gắn bó với nhau lâu lắm mà. Dạ thưa phó giám đốc, nếu không có chuyện gì á, em xin phép đi làm. Em đi làm đi. Em đợi chị lâu chưa? Dạ chị uống gì ạ? Cần biết, tôi không hiểu. Nhưng tôi tin chắc rằng bất cứ người đàn ông nào gần chị, kết quả sẽ không tốt đẹp. Chào chị. Chính tôi mới là kẻ phải nói với cô điều này. Nếu cô gần anh Kim thì cô không thể có kết cục tốt đẹp mới đúng. Anh hả? Ừ anh nè. Em vừa nói chuyện với bà Phương xong nè. Không hiểu sao bà rồi kết hôn với anh trai em. Nhưng lỡ Phương yêu thì sao? Bà đâu có trái tim đâu mà biết yêu. À, mà thôi, đừng nhắc tới cô ta nữa. Bây giờ anh với em đi xem phim đi nha. Giờ đi em. Chị ký giùm em cái này. Báo cáo giám đốc, bà Vi, trưởng chi cục thuế, nay đã được điều lên tổng cục, về thay là ông Nhật. Nhưng ổng rất nghiêm khắc, tụi em đã dùng hết cách nhưng vẫn không được. Vậy thì để sau đi, chuyện này không có vội được đâu. Cô nhớ điều tra xem sở thích của ông ấy như thế nào nha. Dạ. Alo. Alo, anh Thịnh hả? Ừ, anh đây. Anh qua đây với em một chút đi. Em muốn bàn với anh một chút về chuyện đám cưới. Ừ. Anh lên liền. Phương à, không lẽ mày lấy chồng thật sao? Vô đi anh. Anh tới rồi nè.
Anh à, tuần trăng mật có lẽ mình không nên đi Thái Lan anh à. Nghe nói bên đó chính trị bất ổn. Hay là mình đi Mã Lai đi. Ừ, tùy em. Vậy chiều nay anh cho người đặt vé đi. Còn gì nữa không ta? Còn chiều nay anh đi ký giấy chấp nhận ở tù chung thân. Anh này, giấy đăng ký kết hôn mà anh dám nói là ở tù chung thân. Được ở tù với người mình yêu, đó là điều hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời, phải không anh? Em hỏi anh điều này, anh đừng nói em tò mò được không? Sao lần trước anh với Ngọc đã tổ chức mà chưa làm giấy đăng ký kết hôn? Hôm đó tụi anh lên phường thì đúng giờ hôm cán bộ phường đi cứu trợ ở vùng sâu, mà đám cưới thì đã chọn ngày, cho nên tụi anh quyết định đám cưới trước rồi đăng ký sau. Như vậy thì có được tính là hai đời vợ không? Không, chưa đăng ký kết hôn sao hai đời vợ được. Hỏi đùa anh cho vui thôi chứ em đã điều tra kỹ lắm rồi đó. Lúc ký vô giấy á, em có hồi hộp không? Sao lại không chứ. Còn anh? Anh hả? Anh quen rồi, hồi hộp gì. Anh này. Anh. Một chút nữa tiện thể mình đi thăm nhà mới đi, để coi còn thiếu gì thì mình mua sắm luôn nha. Thôi, về công ty anh còn một số việc chưa làm nữa. Anh, sao cứ mỗi lần nhắc tới căn nhà là anh không có vui vậy? Đâu có đâu. Căn nhà là của ba má cho em, bây giờ em đã lấy anh rồi thì nó là của tụi mình mà. Nhưng mà anh muốn mua nhà bằng tiền của anh, lúc đó anh sẽ đón em về. Anh suy nghĩ phong kiến quá. Cái này đâu phải phong kiến, cái này gọi là lòng tự trọng. Anh chị ăn gì không? Bán cho em trái xoài này đi chị. Dạ. Dạ. Gửi chị. Phương, em sao vậy? Em có sao không? Em không sao đâu anh. Thôi mình về đi. Mình đi về thôi anh. Chị thử kiểu này đi, đẹp đó. Bao nhiêu phương quyến lâu chợt hiện về trong tim tôi, bất chợt làm cho đôi môi khẽ nói lên lời yêu. Sự tan mau đi bao nỗi buồn hơn sau bao lâu, vì tình yêu kia kết với mặn nồng nhưng vỡ màu. Em tươi như hoa trong ngày trời sáng bao la. Hai chị thử cái này đi. Qua cho anh quên hết bao sầu lo. Ta cứ ngỡ sẽ chẳng như dù một hai nơi đây, thì ngày thay đổi cho con tim ta thêm bối rối. Ta yêu người bằng sao con tim mình, chẳng dối gian không luôn hả? Ta yêu người dâng hết cả tâm hồn, chờ hỏi hướng hoa tình yêu. Ta yêu. Anh chào giùm em một cái đi. Dù có xa sao người ơi, dù tháng năm kia ngừng trôi, xin yêu anh bằng chính con tim mình, bằng những khát khao đời mong. Lấy cái này đi chị. Vậy là chị lấy cái này hả chị? Dù biết thử xa sao ngày sau, anh chọn được chưa? Vì vẫn cho anh dài lâu, xin yêu anh bằng chính con tim mình, bằng những chiếc hôn ngọt ngào. Hương tình yêu. Lấy cái này coi thử đi anh.
màu hơi sặc sỡ quá, không được đâu. Em nhẹ nhàng quá cho anh quên hết bao sầu lo. Ta cứ mơ sẽ chẳng được dù một ai nghe đây. Cái này được nè. Cái này cho con tim ta thêm bối rối. Mình vô thử đồ nha anh. Ta yêu người bằng chính con tim mình, chẳng dối gian chi người hơn. Rồi bài hát. Ta yêu người dâng hết cả tâm hồn, chờ hỏi hướng hoa chú tình yêu. Chuẩn bị nha, cười. Ta yêu. Rồi đổi kiểu nha. Dù có xa sao người ơi, dù tháng năm kia ngừng trôi, xin yêu anh bằng chính con tim mình, bằng những khát khao đời mơ. Đúng rồi. Ta yêu. Dù biết xa sao người sâu, đúng rồi, tình vẫn cho anh dài lâu. Ngày vui của con mà má không đến dự được với con. Má. Má. Kìa con, trễ giờ rồi. Má. Con đi nha má. Má ở đây nghỉ nha. Má nằm nghỉ thôi, tôi đi nha. Chỉ có mẹ thôi cho con tiếng su đời nồng. Chỉ có mẹ thôi giúp con vượt qua nắng nóng. Được hạnh phúc vì bên mẹ tôi. Xa xa thì vẫn mẹ dạy. Chỉ có mẹ thôi cho con tình yêu suốt đời. Cuộc sống này xuân sang xuân cho lòng đời đã khiến đời mà lối trôi theo
chính xác không vậy? Bà mất rồi Trung. Về nơi đâu trong đêm mù khơi, cần lắm đôi tay mẹ thôi. Mà còn cần lắm mẹ chưa về chưa giờ bình yên. Tại sao vậy? Phương, 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 Sự ra đi của bà là tổn thất vô cùng to lớn đối với công ty, với gia đình và cho tất cả mọi người. Về đây những bàn chân lạc lối, hãy quay về đây. Phương, em bị sao vậy? Em có sao không? Em không sao hết á. Em biết sao rồi? Em không sao. Sao vậy con? Dạ. Hình, con đưa Phương về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Về nhà nhớ mua thuốc cho nó uống nha. Đi cho con. Dạ, con về nha má. Để anh đem về. Cuộc sống đầy dối gian khiến cho lòng buồn, đã khiến đời con lỡ trôi theo từng năm tháng. Về nơi đâu trong đêm mù khơi, cần lắm đôi tay mẹ thôi, cần lắm mẹ trở về trên xa bình yên. Dù vẫn biết cuộc đời còn nhiều giông bão, sóng gió và con thuyền kia, và muốn cho lòng người thường hay thay đổi, con tim vỡ tan cười hơn. Dạ, gần đây sức khỏe của Phương không được tốt, hình như là Phương có thai á. Vậy à? Dạ. Bà nè, có lẽ mình kiếm chỗ nào, tôi muốn bàn bạc một việc. Dạ. Bà ăn đi. Dạ cảm ơn ông. Dạ thưa ông, số tiền đó... Bà đừng quan tâm về chuyện đó. Số tiền 300 triệu đối với tôi không lớn đâu. Nhưng mà... đó... Tôi xin bà đừng băn khoăn nữa. Hơn nữa bây giờ... con gái tôi đã là con dâu của bà, con trai của bà đã là con rể của tôi. Sau này chúng ta có chết đi thì tài sản cũng thuộc về chúng thôi. Thưa ông, nhưng mà tình thế thay đổi, biết đâu rồi ông sẽ cần dùng đến số tiền đó thì sao? Bà thật là tốt với gia đình chúng tôi, con Phương sẽ hạnh phúc khi có được mẹ chồng như bà. À, mà nè, nếu như bà nói thì chúng ta sắp có cháu rồi phải không? Bà chắc chắn được bao nhiêu phần trăm vậy? Tôi không biết, có lẽ chuyện này phải hỏi tụi nó. Ủa má, con tưởng má về trước con chứ? À, má có chút công chuyện. Có chuyện gì mà nói con nghe đi. À, rót cho má ly nước đi. Dạ, má uống nước. À, con à, hình như là Phương có thai đó con. Má nói gì vậy má? À, đúng không? Trời ơi, sao má nghĩ vậy vậy? Thì má đoán vậy thôi mà. Còn chuyện gì không má? À, thôi để má tắm rửa rồi hai má con mình ăn cơm ha. Dạ.
Có chuyện gì không ba? Con ăn xong đi đã. Chuyện gì mà quan trọng vậy ba? Con có thai rồi phải không? Dạ. Mà sao ba biết vậy? Có thì tốt chứ sao. Nhưng mà con đi bác sĩ chưa? Dạ chưa ba. Vậy thằng Thịnh nó biết chưa? Không phải bầu của anh ấy. Hả? Không phải bầu của anh Thịnh. Con điên thật rồi. Không phải của nó thì của ai? Thằng Kiên, nó đã dùng thuốc kích dục để cưỡng hiếp con ba. Trời, sao con không? Con cũng định tống nó vô tù rồi. Nhưng mà con nghĩ nếu chuyện này dở lỡ ra thì suốt cuộc đời con không sao rửa sạch ba. Con đành phải dùng hạ sách này thôi. Ba, bây giờ ba đã biết rồi. Ba phải giúp con. Kêu bà giúp. Giúp là giúp làm sao? Qua mặt anh Thịnh, bà Hà, tất cả mọi người. Làm sao mà làm được? Không có gì là khó hết ba. Chỉ cần con bí mật nạ thai. Ba không ủng hộ chuyện con đi phá thai đâu. Làm như vậy tội lắm đó. Nhưng con chưa ăn nằm với anh Thịnh thì làm sao con nói cái thai đó là của ảnh được. Thà là có tội còn hơn mang nhục ba. Nhưng còn thằng kia sao nó dám? Nó định làm ẩu để ép con phải chấp nhận làm vợ của nó. Con đã bắt nó với bạn thú nhận. Nó mà lỡ thôi con sẽ tống nó vào tù. Chuyện này rắc rối lắm đó. Ba, thật ra không ai hoàn toàn trong sạch hết. Vấn đề là ta biết che giấu nó. Và quan trọng là ta phải có tiền bạc và quyền lực. Tội lỗi, xấu hổ. Nếu ba thấy băn khoăn, ba cứ đứng ngoài chuyện này đi. Để con tự giải quyết. Thôi, vậy thì tùy con. Chú để con dìu cô cho. Được rồi, dì ra ngoài đi. Con có cần gì đến chú không? Nếu anh Thịnh và mẹ chồng con có đến, chú tiếp giùm con nghe. Vài tiếng nữa là con có thể sinh hoạt bình thường rồi. Chú ra ngoài đi. Từ trước đến nay, tôi luôn đối xử tốt với cậu, luôn nhắc nhở cậu. Vậy mà cậu đã làm gì? Dạ, ý bác là... Tôi muốn cậu phải thể hiện được khả năng của mình ở công ty này để xứng đáng với vị trí mà cậu đang ngồi. Có lẽ Phương chưa nói gì với mày. Chắc không sao đâu. Dạ thưa bác, con xin phép. Mời vào. Ba con có gì không ba? Con ngồi đi. Dạ.
Hôm nay con Phương nó bị ốm nên phải nghỉ. Ba muốn con với cậu Kiên báo cáo lại tình hình sản xuất kinh doanh và những dự án lớn trong vài năm tới. Chỉ có vậy thôi. Ừ, vậy hả ba? Vậy để con gọi điện thoại cho vợ con. Xe em hư hả? Dạ, tự dưng xe chết máy. Để anh coi cho. Em đi mua sách hả? Không, em tới thư viện. Lâu rồi anh không đọc sách. Em chỉ đọc về kế toán, tiểu thuyết thôi anh. Hình như có cả thơ nữa hả? Dạ. Bây giờ người đọc thơ như em hiếm lắm. Xem dạ. Em đọc sách thôi. Dạ, em cảm ơn anh. Em chào anh. Em đi nha. Xong chưa má? Nè, má nấu dần vừa miếng cháo, kêu nó ăn cho nóng. Nó không có dám bỏ tiêu, sợ nó ăn không được. Muốn ăn thì bỏ sao ha. Má thương con giàu quá. Vậy mà người ta cứ nói má chồng nàng dâu. Ôi, cái đó hồi xưa chứ bây giờ khác rồi con ơi. Má hiện đại quá rồi. Má mong sao mà nó đừng ăn hiếp con của má là được rồi. Trời, ai ăn hiếp con trai má được chứ. Trời ơi, bà Phương á mà không bắt nạt anh hai, con cạo đầu đi tu. Anh thấy em càng ngày càng quá nha. Vậy thôi, xin lỗi, người ta lỡ lời. Thôi, con đi nha má. Anh hai đi đó. Chào chú. Em. Má anh nấu cháo cá, kêu anh mang qua cho em nè. Em cũng đỡ rồi. Ủa mẹ em bệnh gì vậy? Sáng nay em đi siêu thị về, tự nhiên em thấy ấn lạnh, chắc bị trúng gió đó anh. Em ăn cháo đi. Cháo má anh nấu ngon quá. Kiểu này chắc em phải giả bệnh hoài để được ăn cháo má anh nấu á. Má anh nghe được, chắc mai mốt chuyển nghề nuôi cá để nấu cháo cho em ăn quá. À mà anh nè, hôm nay ba họp với các anh có chuyện gì mới không vậy? Thì ba cũng kiểm tra bình thường thôi, xem công ty mình làm ăn thế nào. Ủa sáng nay em đi siêu thị mua gì vậy? Anh hỏi vậy là có ý gì vậy? Siêu thị 9 giờ mới mở cửa, mà 9 giờ thì anh cũng tới đây. Thì em đi việc riêng, anh hỏi thì em trả lời đại mà.
Nhưng anh đừng có hỏi là việc riêng của em là việc gì nha. Không. Anh ạ, em nói rõ nha, tuy rằng chúng ta là vợ chồng nhưng mà mỗi người đều có một bí mật và mối quan tâm riêng. Anh hiểu mà. Em ăn đi. Anh có chuyện này không biết nên nói với em hay là giữ bí mật nữa? Tùy anh thôi. Hồi nãy anh có gặp Ngọc trên đường tới đây. Xe Ngọc bị hư và anh đã sửa xe cho Ngọc. Chắc là phục kích trên đường và giả bộ gặp nạn để được đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân phải không? Để em đoán nha, cô ấy không nói gì cả và làm ra vẻ bồn chồn và lo lắng. Còn anh cũng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ sửa xe cho người đẹp rồi bye anh đi nha. Em đúng là nhà tâm lý mà. Vậy hai người có nhìn nhau không? Có không? Có. Thôi đi, anh sợ em rồi. Ăn miếng nữa đi. Không, em no rồi, em không ăn nữa. Anh ăn đi. Không ăn là anh ăn hết á. Ủa, anh ăn đi. Chảo ngon bỏ uổng. Mà sao rồi? Em thấy khỏe nhiều chưa? Anh đừng lo, ngày mai là em có thể đi làm được rồi mà. Ủa? Chưa khỏe sao không nghỉ ngơi nhiều đi? Đi làm chi sớm vậy? Thì ngày mai em có hẹn với khách hàng. Liệu anh ta đã biết gì chưa ta? Má, má cứ vậy hoài à. 16 năm rồi, không biết bây giờ chị con lưu lạc ở đâu, còn sống hay đã chết, đang ở nơi nào? Chắc không có hy vọng gì đâu má. Con chỉ nói sự thật thôi mà. Sự thật gì? Thôi, má đi chợ với con đi. Hôm qua, con thấy ở chợ có sắp vải đẹp lắm. Hôm nay, con mua cho má nha. Thôi, con đi chợ đi. Má nhà má có công chuyện, má dọn dẹp nhà cửa. Đi đi. Dạ chào anh. Giới thiệu với cô, đây là ông Nhật, cục phó cục thuế thành phố. Còn đây là cô Phương, giám đốc công ty chúng tôi. Chào ông. Chào em. Hân hạnh được gặp ông. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng uống mừng ngày gặp gỡ nha. Dạ, xin mời. Mời em. Dạ, cảm ơn.
Dạ, của ít lòng nhiều, mong anh nhận cho. Cô đừng có làm vậy. Mình gặp nhau bữa nay là vui lắm rồi. Em có nghe nói anh có nhắc nhở công ty em một số vấn đề gì đó. Thôi vô. Mình đang vui vẻ mà. Đừng có bàn việc công ở đây, có được không? Dạ được ạ. Nhưng mong anh chiếu cố cho. Tất nhiên rồi. Phương à, hôm nào anh mời em đi xem kịch có được không? Dạ được chứ ạ. Câu nói đó chính là món quà tôi nhận được trong buổi tối hôm nay. Thôi, chúng ta dùng đi. Dạ. Mời anh. Cảm ơn anh. Ta nghĩ được rồi. Còn sớm mà anh. Tôi không muốn về trễ. Tôi cũng mới về thành phố này thôi, nhưng cũng rất nhiều người. Dạ được. Dạ thưa chị, bà này tính tiền rồi. Tôi đã nói rồi mà, rất là nhiều người. Nhưng mà cô đừng băn khoăn gì hết, chuyện nhỏ mà. Chúng ta uống đi. Dạ. Vô. Tôi đi nha. Dạ. Vợ chồng mỗi người một nơi như vậy, Phương bệnh mình chẳng chăm sóc được. Thôi, đành chờ hết 49 ngày vậy. Phương, con lại đây. Bà có chuyện muốn nói với con. Dạ. Con đi đâu về trễ vậy? Dạ, con đi tiếp khách mà ba. Con làm gì thì làm, có đi tiếp khách cũng đừng về trễ như vậy. Vả lại con đang bệnh, sao không nói thằng Thịnh đi cùng? Dù sao con cũng đã có chồng rồi, đừng để người ngoài dị nghị như vậy. Ba, con có giống một người đang có chồng không ba? Chỉ vì anh ta mà con phải bỏ cái con của mình. Vậy mà khi con nằm liệt giường, anh ta có cái thể hiện nào là một người chồng không ba? Đến khi con khỏi rồi thì anh ta mới đến, giả vờ quan tâm, dò xét, giả dối. Thằng Thịnh nó là một đứa tốt. Con biết. Con biết. Con bắt đầu chán ngán cái lòng tốt vô điều kiện của anh ta rồi. Thôi, con vô ngủ với ba.
Hello. Alo. Cô Phương đó hả? Có gì không anh? Về việc thuế của công ty cô. Dạ. Vậy chị nên có bận gì không? Có gì không cô? Chúng ta tới chỗ cũ nha anh. Dạo này em bận quá. Để tôi xem lịch đã. Alo. Chiều nay tôi rảnh. Vậy thì 6 giờ mình gặp nhau nhanh. Được, tôi sẽ đến đúng hẹn.